các em, chị đã quay lại rồi đây. Các em thấy trên tay chị có một chú cá mập đáng yêu không nào? Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách để làm một chú cá mập dễ thương như thế này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên các em vẫn chuẩn bị cho chị một tờ giấy A4, sau đó gấp đôi lại. Và chúng ta tiếp tục gấp làm 4. Rồi các em dở một mặt giấy ra. Bây giờ chúng ta sẽ lật mặt sau và vẽ nhé. Ở giữa trung tâm tờ giấy, chị sẽ vẽ hai hình tròn làm đôi mắt, hai chấm nhỏ ở giữa làm mũi của cá mập. Sau đó ở 1/2 tờ giấy phía trên, các em vẽ một nửa hình tròn và một hình tam giác làm vây. Tương tự, chúng ta vẽ một nửa hình tròn phía dưới, nối hai đầu lại với nhau. Hai hình tam giác đối xứng hai bên làm hai chiếc vây của cá mập. Sau đó các em dở tờ giấy ra. Và chúng ta nối hai đầu lại với nhau như chị hướng dẫn nhé. Các em vẽ một đường kẻ ngang. Tương tự một đường song song với nó ở phía dưới. Và các em nối hai đường này lại với nhau. Các em nối cẩn thận nhé. Tiếp theo ở đường kẻ ngang phía trên, chị sẽ bắt đầu vẽ những chiếc răng của chú cá mập. Rất đơn giản đúng không nào các em? Các em cứ vẽ những hình tam giác đều nhau là được. Sau đó ở giữa hàm răng, chị sẽ vẽ một hình trái tim. Chính là lưỡi của chú cá mập đấy. Thêm một hình nhỏ phía trên. Để cho chú cá mập của chúng ta thêm sinh động hơn, chị sẽ trang trí thêm một số chú cá bé ở xung quanh. Vậy là chị đã hoàn thành những nét vẽ cơ bản rồi. Bây giờ các em cùng tô màu với chị nhé. Chị đã hoàn thành bức tranh cá mập của chúng ta ngày hôm nay. Các em thấy có dễ không nào?
Khi gấp lại thì chúng ta nhìn có một chú cá mập vô cùng dễ thương, nhưng khi giở tờ giấy ra thì thật là bất ngờ đúng không các em? Chúc các em thành công, xin chào và hẹn gặp lại.